Đây là một mái tóc tự nhiên chưa xa qua xử lý hóa chất. Thì sau khi gội đầu thì chúng ta sẽ xác định tình trạng tóc nha. Rất là quan trọng chúng ta khi chúng ta xác định. Rồi, thì cái mái tóc này là mái tóc còn zin, mái tóc tự nhiên. Còn zin, bây giờ là thả zin. Thì hồi nãy thầy đã gội đầu kiểm tra tóc rồi, đúng không? Sau xây xét xô, thầy tỉa sơ rồi thầy kiểm tra tóc lần nữa coi có bấm bính gì không, đúng không? Thì thầy sẽ dùng thuốc số 1, số 0 cộng số 2 tạo ra số 1. Thì đối với cái tóc này là uống giận nên thầy sẽ bôi lên đây. Tại vì khi mình uống nóng á, mình không thể nào mình uống sát chân tóc được, lúc nào cũng phải cắt. Lúc nào cũng phải cắt da đầu ra khoảng là 5 cm. Đó. Thì khi uống giận từ trên xuống thì mình chỉ tới đây thôi, không sát da đầu được. Uống lạnh thì uống sát da đầu được, thì còn uống nóng thì sẽ không sát da đầu được ha. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy số 1, số 0, số 1, số 2 thầy trộn lên. Trộn đều lên ha. Là sao? À, đến với nhau không? Thì khi mình bôi một mình á thì mình sẽ chia tóc ra, thấy không? Làm một mình thôi. Để cái tay nè, rồi xác định cái điểm mình muốn bôi trước là mình đập vô đây cái xong. Chảy ra. Thấy không? Một tép, phải không? Hai bên phải bôi bằng nhau. Bên đây cũng vậy. Bôi bằng nhau. Và khi mình uống nóng thì cái độ giãn của uống nóng nó sẽ ít hơn là duỗi tóc. Nếu mà mấy em lỡ cho uống nóng nó giãn nhiều á thì mình phải là bắt dày tóc một chút, mình cuốn xương. Em ở gần đây không? Em ở gần đây. Hả? Em ở gần đây. Còn đi học không? Em còn đi học. À. Năm mấy à? Năm ba. Năm ba. Năm ba là nhiêu tuổi ta? 20. 20 tuổi. Tuổi này tuổi đang đẹp. Học trường gì em? Học trường public. À, hỏi nhiều quá bực mình không? Bình thường đúng không? Bình thường. Em biết cách chăm sóc tóc uống chưa? Chưa. Đang chưa uống tóc. Ừ, chưa uống tóc, chỉ có tẩy tóc thôi hả? Dạ đúng rồi, chỉ mới nhuộm. À. Không ghét ai hỏi nhiều lắm. Còn cứng. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Ừ, chưa. Nay học trò nhiều lắm nè, 18, 19, 20, 25, 24 đó. Đây là độc thân không á? Đây chúng ta thử tóc, ta lấy 1 đến 2 sợi, ta kéo thả, kéo thả, kéo thả mà thả ra mà nó xoăn 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 lên vậy là đã đạt nha mấy em.
Rồi khi đạt chúng ta sẽ đi xả tóc thì chúng ta có thể xả sạch bằng dầu hấp. Rồi tiếp tục ta tiến hành sấy ráo đi. Sấy ráo thôi, vẫn để hơi ẩm chút xíu nha. Rồi chúng ta tiếp tục cuốn xương lên.